Vừa qua, thì Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Tú Bà, 34 tuổi, điều hành đường dây mại dâm 8 triệu đồng trên một đêm. Tại cơ quan chức năng, thì người phụ nữ này đã khai nhận tất cả những hành vi của mình. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 1, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra hành chính của một ngôi nhà nghỉ ở thôn Thiên Mã, xã Cổ Đông. Vào thời điểm kiểm tra, thì tổ công tác phát hiện và bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ đối tượng môi giới mại dâm chính là Nguyễn Thị Hiền. Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận thỏa thuận môi giới cho khách mua dâm với giá 8 triệu đồng trên một đêm. Trong đó, Hiền cắt lại 3 triệu đồng tiền môi giới, con gái mại dâm được hưởng khoảng 5 triệu đồng. Đối với khách đi thầu nhanh thì Hiền thường báo giá 2 đến 3 triệu đồng trên một lượt. Theo tài liệu điều tra thì Nguyễn Thị Hiền đã có một tiền án về tội môi giới mại dâm và công an thị xã Sơn Tây cũng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Hiện tại thì cơ quan điều tra đang tích cực lấy lời khai của đối tượng trên cũng như những người liên quan khác. Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật liên tục.